Chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của Auto 365 Mỹ Đình. Thì trong 10 năm vừa qua mình làm về nâng cấp đèn xe ô tô thì cũng rất nhiều anh em có đặt câu hỏi hỏi mình là nên chọn dòng bi gì và bi cấu hình bao nhiêu thì đủ để đi đường. Đấy, anh em có thể quan sát đến cái tủ bên mình có rất nhiều cái thương hiệu. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây là thương hiệu của GT Đò. Chúng ta có G1 Ultra. G1 Ultra là đèn gầm. Ngoài ra thì có thương hiệu X-Line, các anh em coi nhìn thấy là V30 Ultra, rồi F cộng, rồi V20, F10. Đấy, thương hiệu Titan thì chúng ta có Titan Platinum Plus. Đấy, chúng ta có Titan 301, đấy là bi gầm các bạn nhé. Đấy, thương hiệu T-Team, mình đang có sản phẩm T-Team S600 Pro. Henway thì mình có sản phẩm N95 Pro. Đấy, giá sản phẩm này 45 triệu anh em ạ. Tiếp theo là Red Lighting, chúng ta có Red Turbo X series của hệ thống 365 thì chúng ta có X5 và X6 Pro. Đấy, rất nhiều sản phẩm phù hợp với tất cả các phân khúc giá tiền từ hơn 3 triệu đến 45 triệu. Thì để biết thêm chi tiết về các sản phẩm thì mình sẽ ra những video tiếp theo. Còn anh em quan tâm sản phẩm đèn tăng sáng thì có thể đến trực tiếp cửa hàng mình, tất cả các sản phẩm mình đều có và có thể cắm điện để cho anh em xem luôn cái độ sáng như thế nào. Đấy, nó phù hợp với lại tiêu chí của anh em. Sản phẩm nào phù hợp với tiêu chí của anh em từ giá tiền đến độ sáng thì anh em lựa chọn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.